Trước đó hôm qua, thì Quốc hội đã thảo luận về dự án luật công đoàn sửa đổi. Dự án luật này đang được Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo luật đó là việc hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng biên chế công đoàn để đảm bảo tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên người lao động. Triển khai đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025. Những ngày này, các cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang liên tục đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát các tiêu chí về diện tích, an toàn phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự tại các địa bàn tập trung đông công nhân. Với 4 cán bộ công đoàn chuyên trách, nhưng hiện Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đang quản lý gần 200 công đoàn cơ sở. Nhiều lúc cán bộ không tránh khỏi áp lực vào những dịp cao điểm. Cái dịp cao điểm thì hầu như chúng tôi không có ngày nghỉ đâu, vì các cái hoạt động đều triển khai tổ chức vào các cái ngày thứ bảy, chủ nhật, rồi các cái buổi tối ngoài giờ 4 anh em đều phải chia mảng, chia khu vực là đi các cái thường xuyên. Một khó khăn khác đó là phần lớn cán bộ công đoàn cơ sở đều hoạt động kiêm nhiệm và nhận lương từ doanh nghiệp. Công tác tại phòng công nghệ cao, gia công khuôn mẫu, anh Chí cho biết việc kiêm nhiệm chức danh chủ tịch công đoàn tại nhà máy với gần 10.000 công nhân lao động vừa là vinh dự, song cũng phải nỗ lực gấp đôi để tìm mọi giải pháp đảm bảo nâng cao quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Vai trò chính là làm những việc chuyên môn của mình trong doanh nghiệp. Do vậy là cũng gặp một số vấn đề là cũng khó khăn trong cái thời gian. Thứ hai là về chuyên môn nghiệp vụ, rồi là luật pháp về tài chính, quản lý tài chính công đoàn rất là đòi hỏi một cái chuyên môn cao hơn. Nhiều chương trình của công đoàn hỗ trợ công nhân, ví dụ như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, công đoàn địa phương được các tỉnh ủy, thành ủy giao 5.119 biên chế. Con số này chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị xã hội khác và thấp hơn so với nhu cầu tối thiểu của tổ chức công đoàn là 780 biên chế. Tại dự thảo luật công đoàn sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên cần bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn trả lương. Để cái hoạt động công đoàn trong cái thời gian tới được tốt hơn thì chúng tôi rất mong muốn rằng là Trung ương cũng như là tỉnh ủy phải nghiên cứu để xem xét bổ sung thêm cho cái biên chế hoặc là bố trí thêm cái lực lượng lao động của công đoàn như thế nào đó cho phù hợp. Thứ hai nữa là cũng phải đổi mới cái cơ chế quản lý cái đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong bối cảnh số lượng đoàn viên liên tục tăng, việc cho phép công đoàn tuyển chọn và sử dụng lao động hợp đồng cho các nhiệm vụ chuyên môn sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về nhân sự, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Đồng thời, điều này cũng tạo sự linh hoạt trong việc bố trí cán bộ, đặc biệt tại các doanh nghiệp, qua đó góp phần tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.